họ sinh lòng ái nhiễm không thể rời người ấy lòng yêu mến không trong sáng này sự vướng mắc và nhiễm ô khi nó đã phát khởi thành tình yêu liền có sự vẩn đục với sự nhiễm ô liền đánh mất sự thanh tịnh tất cả những người đến nghe ma giảng pháp đều muốn theo nó suốt đêm ngày vì sao vậy họ đã bị mê hoặc bởi sự thu hút của riêng chúng họ tự thân làm như nô bộc đem cúng dường cho nó bốn thứ không hề mệt mỏi bốn thứ cúng dường là một thức ăn uống hai y phục ba giường nằm và tọa cụ bốn thuốc men y dược họ không bao giờ cảm thấy chán ngán mệt mỏi khi cúng dường những vật này cho ma, có người ngạc nhiên tự hỏi sao lại làm như vậy, người chân chính tu hành, một đệ tử đích thực của Phật sẽ không bao giờ thân cận và cúng dường như thế này, đó chỉ là vì thiên ma có một sức thu hút quyến rũ riêng khiến mọi người thích thân cận bên nó tiếng chúng ở dưới pháp tòa tin rằng người ấy ma là vị thầy trong đời trước của mình nó gây nên tình trạng mập mờ đến nỗi mọi người tin rằng người bị ma nhập kia là thiện tri thức đời trước của họ họ nghĩ rằng ông ấy là thầy tôi từ kiếp trước Họ phát khởi lòng riêng yêu mến vị pháp sư của mình, dính chặt với vị ấy như keo sơn, cảm thấy như được điều chưa từng có, họ nghĩ rằng từ trước đến nay chưa từng được như vậy. Kinh văn: Thị nhân ngu mê hoặc vi bổ tát thân cận kỳ tâm phá Phật luật nghi, tiềm hành tham dục. Việt dịch hành giả mê lầm cho rằng kẻ kia là Bồ Tát Bị cuốn hút vào tâm ma phá hủy luật nghi của Phật chế Lén nốt làm chuyện dâm dục Giảng hành giả mê lầm đến mức cực điểm cho rằng kẻ kia là người có thể tự biến hóa được Nên át hẳn là một vị Phật hoặc là Bồ Tát Hồ Ly Tinh và các loại yêu ma quỷ quái khác đều có thể biến hóa được Nhưng anh ta không thể suy nghĩ thấu đáo được rằng Người biến hóa tài tình thì không nhất thiết người ấy là Bồ Tát hoặc Phật Ông đã từng gieo trồng những thiện căn gì không Mà bây giờ mong gặp được chư Phật chư Bồ Tát bị cuốn hút vào tâm ma người ấy thân cận với người bị ma gá vào phá hủy luật nghi của phật chế đây là điểm rất quan trọng làm thế nào để ta biết được người ấy là ma ta có thể nêu ra ngay là nó đã phá hủy giới luật phật chế và lén lút làm chuyện dâm dục